xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Trang xin giới thiệu đến các bạn món bánh pizza mini nhé. Thành phần bao gồm đế bánh pizza mini. Đế bánh này Trang mua ở siêu thị về để sẵn khi nào cần thì làm thôi ha. Kế tiếp là lạp xưởng và xúc xích thì cắt khoanh tròn nhỏ để cho dễ trình bày, và tôm thì cắt hạt lựu ha, hoặc là tôm chẻ nửa ra cũng được. Phô mai kéo sợi thì mua ở trong siêu thị, mua loại nào cũng được, miễn là cái loại phô mai kéo sợi là khi mình nướng lên nó sẽ tan chảy ra. Và cái nước sốt pizza, cái màu đỏ đỏ đó là nước sốt pizza. Mình có cái nước sốt pizza thì mình nướng lên là nó sẽ y chang cái mùi pizza của bánh ở tiệm. Phô mai Trang mua loại này thì nó là cái cây, cho nên là mình phải cắt ra, cắt nhuyễn nhuyễn ra để một lát nó phủ lên mặt trên cùng của mặt bánh thì nướng lên thì nó tan chảy ra. Mình cắt thì mình không cần cắt đẹp đâu, tại vì khi mà nướng lên nó cũng tan chảy ra hết thôi ha. Bây giờ mình bắt đầu trình bày bánh pizza ha, để nướng nha. Đầu tiên là mình quét nước sốt pizza lên trước ha. Sau đó mình xếp lạp xưởng, xúc xích, tôm tùy ý. Nếu mình thích ăn mà cái loại nào nhiều thì mình sẽ bỏ loại đó vào nhiều ha. Còn các bạn, nếu như mà các bạn thích ăn hải sản như là mực hoặc là thịt bò hoặc là tôm, thích ăn ốc rồi này nọ thì mình cứ bỏ lên, mình cứ xếp lên trên cái mặt bánh. Nhưng mà phải xếp sau khi mà mình chan cái nước sốt pizza trước nha, thì mình sẽ được những cái vị bánh pizza khác nhau. Nhưng mà lưu ý mà nếu như mà mình làm thịt bò đó thì mình phải băm nhuyễn ra, còn nếu như mà mình để nguyên miếng thì nhìn nó không có đẹp. Vì sao? Khi mà nướng thịt bò lên thì nó sẽ, cái miếng thịt bò nó sẽ bị đen, nó có màu đen, nó nhìn nó không đẹp mắt, cho nên là thường là sẽ băm nhuyễn thịt bò ra ha. Nhà Trang thì chỉ thích ăn lạp xưởng với lại xúc xích với tôm, cho nên là Trang chỉ làm bánh pizza lạp xưởng xúc xích với tôm cho cả nhà ăn thôi. Thank you.
Đó, bây giờ chúng ta phủ cái lớp phô mai lên trên cùng như vậy. Khi nướng lên, mình nướng hai mặt là phô mai nó sẽ tan chảy ra, nó bao phủ được cái bánh pizza rất là ngon ha. Rồi xong rồi, bây giờ Trang cho vào lò nướng nha. Cái lò nướng này thì Trang chỉnh nhiệt độ ở 150 độ và nướng khoảng chừng 20 phút. Sau đó là Trang sẽ coi lại coi bánh nó như thế nào, rồi có thể là thêm một vài phút nữa ha. Mình nướng cả hai lửa, lửa trên và lửa dưới nha. Sau khi nướng khoảng 20 phút thì bánh đã chín rồi đó các bạn. Giờ mình lấy ra ha. Các bạn thấy cái phô mai nó tan chảy ra rồi, nó cũng chảy xuống dưới cái lò nướng luôn không? Cái đế bánh này nó rất là giòn. Nhìn nó có độ dày là biết là cái đế bánh giòn. Là ăn nó giòn tan ngon lắm đó các bạn. Đó, thành phẩm ra rồi đó các bạn. Nhìn ngon không? Chắc chắn là rất là ngon luôn đó các bạn, tại vì Trang cũng đã làm nhiều lần bánh pizza này rồi ha. Bây giờ thì đưa cho cháu của Trang nó ăn và nó thưởng thức, và nó sẽ cho các bạn biết là có ngon hay không nha. Ngon quá, nó đi ngon quá. Nói đi, bánh ngon lắm. Nói lớn lên, bánh ngon lắm. Không biết. Đúng rồi, ngon rồi phải biết. Ăn đi. Rồi, nóng đó. Vô. Nóng rồi nha. Đồ nóng lắm á. Xong rồi cái hai đứa nhỏ nó có sức, nó hoạt động tiếp rồi đó các bạn. Ai ơi, không quýnh anh. Cái đó quýnh đào lắm nha chị. Nước quá nghe không? Uống ít cà phê ha. Uống ít thôi. Món pizza này cũng đơn giản và dễ làm phải không các bạn? Hy vọng là các bạn sẽ thử làm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.